Em chỉ sợ anh Triệu tìm chị và cháu thôi. Kệ ông đi, chú có quan tâm tới ổng làm gì? Em nghĩ là anh Triệu sẽ tìm em đâu. Anh có thấy cái bản thảo của em để đây không vậy? Em quá trời sách luôn, mất đi một cuốn cũng có sao đâu. Mỗi câu mỗi chữ trong đó là cảm xúc, là tinh thần của em. Đối với anh nó không thành vấn đề, nhưng mà đối với em nó quan trọng dữ lắm. Mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở mà. Nó không có tốt, không có giỏi như anh suy nghĩ đâu. Ban ngày á thì nó làm bên đài, xong rồi nó vi vu đủ thứ hết trơn á. Tối về tới nhà Im thì thích luôn. Mà đừng có chơi trò con đít nữa. Chừng nào ông đồng ý cho tôi và chú Khải kết nghĩa thì tôi mới về. Mà đi luôn đi. Cuộc chiến không cân sức sẽ có bước ngoặt thế nào trong bộ phim Thách Chí Lật Bài, chỉ có trên YouTube Aqua Entertainment.